đạo đạo Hồi Đại giáo, đạo Công giáo và đạo Phật. Trên thế giới sau này trở thành có một đạo đạo Thiên Tâm, cái nghĩa là chỉ thờ ở Thượng Đế và học Phật. Tất cả nhân loại sau này sẽ hiểu về luật nhân quả. Tại bên bên đạo Hồi giáo á, nó cứ nghĩ là Thánh Allah nó kêu nó đi đụng vô hai cái tòa nhà chết cả 5-7 ngàn người là nó về trời được thưởng, không có Phật trời, không có cha Allah nào mà kêu làm gì á, quỷ nó mượn danh không à. Tại vì nó không có hiểu là con người làm tội là sẽ có nhân quả, cho nên thời nay có cái đạo mới sẽ thống nhất tất cả các đạo của cái địa cầu này, là đó là đạo Thiên Tâm, đạo trời. Học thì học Phật, cái thần hồn của mình á không phải là lúc nào chết cũng được về trời đâu, mình phải đầu thai làm con này con kia. Mình không có tiền thì mình phải đầu thai làm con bò để mình lấy thịt mình trả lại cho nó, trả lại cho những người mà hôm nay mình thiếu nợ đó. Thì cái đại kênh này vậy, và những cái sấm cơ mà của chư vị của nước Việt gọi là Hồn Thiên Sông Núi nước Việt và của Đức Thầy cho Kiệt. Kiệt là người giữ được sấm cơ khoảng một cuốn sách dày vậy nè, của cái thời đại này, chứ không phải là sấm cơ từ quyển 1 tới quyển 6 của Đức Thầy mà thời xưa nha. Đó Kiệt không có biết, Kiệt chỉ có những cái sấm cơ gần đây thôi, từ năm 1979 cho tới năm 1995. Đó là những cái sấm cơ đó là Kiệt thường đọc. Đại khái là ở kênh này khuyên người ăn hiền ở lành và hiểu là mình sống ở cái thời đại này, mình chỉ có tu quay đầu biết biết Thượng Đế, biết cha trời mẹ mẹ đất, là đó hai vị này là hai vị cha trời mẹ đất sáng tạo nhân loại của mình đó. Hay là Phật còn Kiệt cũng là lạ, tại cái thế gian này nhiều chuyện bất ngờ, nhiều chuyện lạ, Kiệt xuất hiện cũng là một điều lạ. Vì ở trên cho Kiệt cầm cái ống tò lo đi trước, hello hello Phật Di Lặc, Chúa Giêsu sắp xuất hiện, các bà con phải gắng chuẩn bị đón chào ngài. Thì thường ở ngoài đời mình vậy, thì Kiệt là người đi trước, còn Phật có thể sao nằm ở trên cái võng này có người khiêng thì đi sau. Nhiệm vụ của Kiệt là đi đầu tiên để mà tất cả mọi người thức tỉnh, vì ngoài cái xác phàm Kiệt ở ngoài kia bên Việt Nam và những người bên Mỹ nữa, khoảng mấy nghìn người ở vào cái thời đại này để sắp sửa lập lên cái bảng phong thần hai của cái thời mới, cái thời gọi là thời vàng kim. Mình đang ở vào cái thời sàng lọc. Những người mà chư thiên mà xuống đây, những lão tiên á, mà xuống đây đóng vai đại ca này đóng vai đại ca nọ mà làm việc không đúng á, cũng bị đọa. Còn những đại ca mà đóng vai cho đúng á, sẽ được phong thần của thời nay. Đó là gì, mình mới gọi là quy cổ diệt kim. Chứ mình sống ở thời đại điện thoại iPhone mười mấy rồi, 13 rồi, văn minh quá, cái mình quên đi về tâm linh. Thì Kiệt nhắc nhở lại, mình làm gì làm cũng không có qua khỏi bàn tay của cha trời mẹ đất Thượng Đế tạo ra mình. Con người thời nay á cứ lo vật chất, lo tiền tài, lo điện tử, lo điện thoại, rồi trên mạng xào xáo, làm quên đi cái gốc của mình. Cái gốc của mình có nghĩa là mình phải biết đọc kinh nha, biết ngồi thiền. Thì Kiệt trên mạng Facebook Kiệt có cái ngồi thiền thì mình mới nhớ được về cái cội nguồn của mình mới biết được là thế gian này là giả tạm. Mình có cái có cái xác phàm á thì mình phải đi làm ăn, nhưng mà con người mình có cái linh hồn á, mình phải thăng tiến cái linh hồn, nghĩa là mình phải làm gì hơn, nghĩa là mình phải làm thần, làm thánh, làm Phật, thì mình phải biết tu. Đó là trừ khi con người mình không tin mình có linh hồn thì cái đó Kiệt miễn bàn, còn ai mà tin mình có linh hồn thì phải tu để mình được thăng tiến, để làm thần, làm thánh, làm Phật. Cũng giống như mình đi làm hãng điện tử hay là gì
thì mình làm chức cu ly, thì mình muốn lên làm chức supervisor, tức là chức quản lý, thì ở mặt tâm linh cũng phải vậy, cái thần hồn cũng